Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tầm Sơn Vlog. Hôm nay thì mình cũng chia sẻ, cũng gặp một cái người gì này cũng bán số cũng rất là tội nghiệp, để đến chia sẻ. Gì đi nha cả nhà. Dạ con chào gì à? Dì bán vé số hay gì? Vé số không. Hôm nay bán được nhiều không gì? Có 50 đó. 50 tờ hả gì? 50 tờ mà mỗi ngày mình bán 50 tờ thì đâu có đủ sống hả gì? Không đủ. Không có đủ. Dạ. Vậy tiền nhà trọ đâu mình sao mình đủ đó đóng được à? Tôi nhín nhút ra nghĩ giờ chú ơi, nhiều khi thiếu lợi nữa. Dạ. Thiếu lợi một tháng rồi. Dạ. Thiếu lợi nhà trọ một tháng rồi. Dạ. Vậy thì tiền đâu mà mình đóng tới tháng sau làm sao mình đóng được? Thì mình mất chứ thiếu tàu hoài ta đâu có cho. Dạ. Khổ. Một ngày mình lời được bao nhiêu tiền? Ngày bà lời được có 55.000. 55.000 em. Dạ. Dạ con nhỏ mà kêu còn con không được. Em mà cũng như cháu rồi. Dạ. Chị đi đứng cũng khó khăn sao có cây này gì? Đứng khó khăn lắm. Dạ. Đau đỉnh nhất. Bây giờ thuốc hết uống rồi. Không có tiền mà mua nữa nè. Một ngày mình bán được cái 50 tờ thì có 50 mấy ngàn cũng đâu có đủ sống. Không đủ. Thấy đủ cũng được. Vì ở con mình với ai? Ở con mình là không. Vì thứ mấy? Vì thứ tư. Vì tư. Vì tư hả? Vì tư sàn. Dạ, vì tư sàn ha. Dạ. Nay vì bao nhiêu tuổi rồi vậy? Vì tư được 63. Dạ. Mà thu nhập có 55.000 một ngày thôi hả? Bán từ mấy giờ mà có 55 tờ vậy? Có 2 giờ đi. 2 giờ mà ngồi bán tới 7 giờ luôn hả? Mới được 50 tờ. Bị nhức lưng quá. Dạ. Bị thấy quá cuộc sống mà nhức lưng đó. Mình có uống thuốc gì không? Thuốc mà uống hết rồi không có tiền mua nữa mà. Dạ. Khổ quá. Hết thuốc không có tiền mua. Dạ. Nhỏ nó đem lại nó cho được cây dầu mừng. Dạ. Đi đứng vậy là có khó khăn vậy mà ngồi mình đi sao mình đi về được? Đi về đâu có được, có gian không à. Dạ. Có gian em Út. Vì về tư sàn hôm nay cũng 63 tuổi đi đứng khó khăn, một ngày bán được có 50 tờ giấy số. Ở phòng trọ được bao nhiêu tiền một tháng hay gì? Tiền trọ người ta ăn, người ta 800. Thấy cô bệnh người ta bớt cho 100 còn 700. Dạ. Mà bây giờ cô còn đang thiếu người ta một tháng trọ. Dạ. Một tháng nhà trọ chưa có trả. Nhưng mình không bán thêm một thêm lội không được cái giờ. Dạ. Lội đi không được. Bởi vì nó cứng suốt cái vỏ. Dạ. Bệnh như gì tư sàn cũng khó khăn các bạn. Với 700 tiền nhà. Tiền ăn mỗi tháng cũng đâu có đủ hay gì hả? Chúng ra 50 tờ có 55 ngàn. Tính tháng là nhiêu con? Tháng 1.650.000. 1.650.000. Dạ. Tiền nhà trọ 700 rồi. Khổ quá. Không biết tiền nào dư giả. Yêu cầu có dư cho mình được. Không có. Dạ. Cần nhiều. Dư chừng mình từ 100-200 ngàn có mua đồ ăn này nhỏ hàng ngày. Dạ. Rất là đáng thương các bạn. Dạ con cảm ơn chị Tư ơi, chị Tư. Nếu mà có các mạnh thường quân nước ngoài trong giờ trong nước có thấy được thì ta ủng hộ cho gì ha chị ha.
con có chiếu cho cô nước ngoài được không? Dạ kênh của con nhỏ lắm, người ta nó mới làm mà sợ nó không có ở trong nước thì mình xem không à. Nhưng mà ở trong nước Việt Nam này có nhiều mạnh thường quân tốt lắm á. Dạ cảm ơn dì Tư. Dì Tư cảm ơn, chúc con làm phước chút nào đỡ chút nấy á. Dạ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe buổi chia sẻ của Tâm Sơn Vlog.